Xin chào quý vị và các bạn cùng đến với Tung Tăng TV. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở Cần Thơ. Nếu như mà nói thích miền Tây nói chung hay là Cần Thơ nói riêng thì có lẽ là chưa đủ, mà phải nói là yêu người miền Tây. Mình là một người như vậy. Đó là một cái lý do mà tại sao mà hàng năm mình về tầm khoảng 3-4 lần để có thể tìm hiểu tất cả những cái điều mà tuy là nó quen thuộc đối với bà con miền Tây nhưng mà rất là lạ đối với những người mà khách du lịch như mình. Thưa các bạn, thì mình đang trên đường Đại lộ Hòa Bình của thành phố Cần Thơ. Và hôm nay thì mình sẽ đến tìm một cái quán nước mà rất là lạ, bán lâu năm rồi, hàng ngày bán rất là nhiều. Đó là một loại nước được pha từ hai thứ, bao gồm có nước sâm và nước dừa. Đấy, hai cái thứ rất là đặc trưng của bà con miền Tây. Nếu như mà nước sâm là một cái nước để giải nhiệt thì nước dừa là một cái đặc trưng ở miền Tây, chúng ta đi đâu cũng gặp hết. Nhưng mà để uống một cái món nước sâm dừa thì có lẽ không phải ai cũng đã thưởng thức và rất là nổi tiếng ở đây, cho dù là một quán ven đường thôi. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng theo chân Tung Tăng TV, chúng ta cùng đi thực tế để xem quán nước đấy như thế nào nhé. Ok. Nói chung là phố phường buổi sáng khá là đông đúc. Các bạn nếu như mà cảm nhận được cuộc sống của bà con ở Cần Thơ thì nên dậy sáng sớm một tí xíu. Chúng ta nên đi đến những quán cà phê hay quán nước, rồi là xem tất cả những điều gì mà thú vị. Ở trước mặt chúng ta có một em gái như đang cầm nước trà thì đúng hơn. Mình sẽ đến hỏi. Em ơi, cho anh hỏi tí. Chào em, hình như ở đâu này có một công viên Lưu Hữu Phước là người ta cô để có một cô bán sâm dừa đúng không em? Sâm dừa. Nhà văn hóa thiếu nhi. Tầm khoảng mấy giờ là cô bán ở gì? Bán được. Rồi em cảm ơn ạ. Cảm ơn. Ok, chúng ta lên đường thôi các bạn. Nước sâm ở miền Tây thì bà con sử dụng nó với là cái việc giải nhiệt cũng như là uống thay những điều như là trà các thứ. Nhưng mà công trường đang xây dựng. Nhưng mà nước dừa thì chúng ta gặp rất là nhiều, nhưng mà để hòa hai món đấy lại một thì có lẽ lần đầu tiên mình được thưởng thức và cảm nhận cũng như chia sẻ cho các bạn cùng xem. Các bạn đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Tung Tăng TV để đón xem tất cả những điều thú vị nhé. Những cái chia sẻ rất là bình dị trong cuộc sống. Trên đường mình đi đến công viên Lưu Hữu Phước, mình sẽ tiến từ phía đầu khách sạn, sau đó đi trên cái đại lộ Hòa Bình thì sẽ tới. Và quá trình tìm được cũng nói chung là phải tính tôi uống cho bằng được các bạn. Lại nói với câu chuyện của một người yêu miền Tây như mình. Thực sự thì cái lần đầu tiên mình tiếp xúc với bà con thì rất là ấn tượng. Cái trước mà về miền Tây là mình cảm nhận được cái tình cảm của bà con dành cho những vị khách lạ. Đầu thì hơi e dè một tí, nhưng mà sau thấy những cái điều mà gọi là tình cảm mình dành cho bà con thì sau này là mình cảm nhận là mình có thể đi chơi một mình thoải mái luôn, không sợ gì cả. Với đây không sợ gì đâu các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đường và tiến tới công viên Lưu Hữu Phước nào. Buổi sáng thì trên đường xe cộ di chuyển rất là nhiều. Nước sâm thì mình cũng đã thưởng thức rồi, nước dừa thì uống rất nhiều, thậm chí dừa nước cũng đã thưởng thức rồi. Bởi vì năm vừa rồi thì mình về với miền Tây được 4 lần. Và lần nào cũng đi thực tế cũng như là đi tìm hiểu tất cả những điều thú vị, cũng như cuộc sống dân dã của bà con. Thăm rồi cũng có đi làm từ thiện, giúp đỡ bà con. Đấy, cũng khá nhiều. Trên đường đi nếu mà hơi thở gấp gáp quá thì các bạn thông cảm nha, bởi vì chúng ta di chuyển đi bộ nên khá là mệt, mà trời thì nắng. Trời này mà làm cốc nước mát thì quá tuyệt vời luôn. Đây, mình thấy xa xa ở đâu kia là công viên Lưu Hữu Phước này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tìm đường đi qua. Rồi, thưa các bạn, mình đang đứng ở nhà Hiếu Nhi, quận Ninh Kiều. Bây giờ đang đi vào đây để tìm cái quán nước sâm dừa của cô Sáu, bà Sáu ở đây.
đây cũng là nơi tập trung của các em bé có thể ngồi đu quay các thứ rất là hay. Đây, chúng ta đến đây để xem thế nào. Chú ơi, con hỏi là cái quán nước sâm dừa của cô Sáu là đâu này đúng không ạ? À rồi. Dạ rồi, con cảm ơn ạ. Dạ. Thì, chúng ta sẽ đến để có thể thưởng thức một ly nước và hỏi xem cuộc sống của cô cũng như là tất cả những điều mà khách du lịch đến đây có quan tâm hay là những điều gì thú vị. Con chào chú. Con chào cô. Dạ. Con là khách du lịch đến đây thì con có nghe là mình đây có một món nước là sâm dừa đúng không ạ? Dạ. Đây là bà Sáu ạ. Vâng, con chào bà Sáu. Trước này có bảng ạ. À đây con xem. Đây. Sâm dừa bà Sáu. Rồi bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng thực tế cũng như là xem trực tiếp những cái món mà bà Sáu chế biến như thế nào. Đấy, để con muốn quay những cái quá trình này cũng như tìm hiểu để chia sẻ cho bà con á. Dạ. Đây là hai ông bà. Ông bà, dạ. Ông bà thì vợ chồng của bà Sáu. Hai đứa con bán. Dạ. Trưa là hai đứa con bán mà sáng thì bà bán. Hai bà bán. Dạ. Thì bà bán ở đây lâu năm chưa hả bà? Ba mấy năm rồi. Ở ngoài này. Ở ngoài cổng chạm xe buýt này. Ngoài giờ, dạ, xong sau đó là vào đây. Giờ vô đây cũng 2 năm rồi. Nhớ bình thường một ly thì tầm bao nhiêu tiền ngoại co cho con gọi ngoại nhá. Tình cảm. Là tức là bình thường một ly là tầm khoảng 10.000. 10.000, 15, 20. Thì cái nước sâm là mình nấu xong sau đó là mình pha với nước dừa hay là sao? Nước sâm để riêng, nước dừa để riêng, dừa mình chặt mình vô keo đó. Dạ. Sau đó là tí nữa ngoại làm cho con một cốc để con ngồi uống nha. Dạ, để con ra con xem nào. Đây, chúng ta sẽ ra xem này. Dừa thì sẽ được để sẵn ở đây. Riêng mà nước dừa ở miền Tây thì rất là độc đáo rồi. Chào chú. Đấy, có dừa dứa luôn này. Chú, dừa dứa là dừa nào chú? Dừa dứa là dừa dạng dừa thơm. Dừa thơm à? Ờ, nó là dạng dừa thơm, mùi dứa. Tại vì không biết thì phải hỏi thôi. Đây. Dừa này. Nó cũng giống nhà màu xanh vậy đấy. Nhưng mà sim. Cái này là cách phân biệt thế nào đấy ạ? Nó cái tại mình lấy tại gốc á, nó phân biệt được, còn mình lấy ở ngoài mình không phân biệt được. Dạ. Ra mới có mùi thơm. À. Ra gọt ra mình biết. À. Đây còn đây là dừa sim. Dừa dâu ạ? Dừa éo. À hồi trước còn có uống nhưng mà không có nhớ. Trái này uống là không đủ đâu, nếu như các bạn muốn uống thì chắc là phải tầm 4-5 trái mới đủ. Này dùng để cho em bé, mấy đứa nó khó ăn, khó uống. À khó ăn, khó uống ạ. Một trái này bây giờ mình bán tầm bao nhiêu tiền chú? Lúc này thì 10.000. 10.000 ạ. À. Rồi, cảm ơn. Đây, chúng ta sẽ đi vào bà Sáu để có thể nhờ bà pha một cái cốc để uống. Thôi. Uống chưa? Dạ rồi. Đấy, chúng ta sẽ xem ngoại nào. Đầu tiên là cho đá nào. Ở miền Tây thì có một cái đặc trưng là bỏ đá rất là nhiều, nên là những bạn ở nơi khác nếu như mà uống đá không quen thì rất dễ bị viêm họng. Đấy. Thì sao? Nước đá nó mới ngon. Thì ở đây trời nóng cho nên là có lẽ phải uống đá nhiều nó mới mát đúng không ai? Đấy, đầu tiên là bỏ nước dừa này, sâm này. Dừa lạnh, dừa ngon. Đấy, một ly. Con nghe ngoại bán từ đâu, từ thời mà 3-4.000 một ly đúng không ngoại? Hồi 2.000, 1.000 đến bây giờ kinh tế thị trường nó lên thì mình lại tăng giá lên. Không phải là tăng lên nhưng cái ly lớn. À cái ly lớn, cái ly to nhỏ, rồi. Giờ là ly lớn cũng bán bình thường chứ không có lên giá gì. Rồi bây giờ con và ngoại ngồi nói chuyện với nhau nào. Đây, chúng ta sẽ kiếm một cái bàn, sau đó là ngồi uống nói chuyện với ngoại nào. Ngoại ơi, là nếu như mà mình ở đây thì thường bán một cốc nước như thế này thì 10.000, thì đa số là những khách hàng của mình là hầu như các bạn trẻ đúng không ngoại? Trẻ, người lớn, người già, người tức là mình bán theo kiểu có thể là ship hàng đi. Không có ship hàng, ai vô tới thì mua vậy đó. Hoặc là Grab hay là Grab thì nó lại nó mua cũng mình cũng màu cho nó đều nha. À không có không. Đông hơn các bạn. Thì ở đây mình bán cái món này thì được mấy chục năm rồi ngoại. Đúng thì hồi năm nay là 36 năm rồi, nhưng mà hồi trước nữa thì bán sâm không rồi. À bán sâm không? Rồi sau này sâm dừa khoảng 20 năm. Chặt dừa bán là 20 năm sau. Dạ. Rồi hồi trước bán
ta chưa biết nhiều. Dạ. Thì con bởi tò mò con đến con uống, con uống cho biết. Cho con xin phép con thử miếng nhìn ngon quá. Thưa các bạn, nếu như mà ở miền Tây thì cái nước sâm này được gọi là cái món nước giải nhiệt rất là tốt và được bà con sử dụng rất nhiều. Còn nếu dừa chúng ta đi dọc miền Tây thì nói chung là thoải mái luôn. Ngoài thì có thể uống nước dừa thay nước cũng được, rất là ngon và sạch. Tất nhiên thì lần đầu tiên mà chúng ta thưởng thức được một món nước mà pha giữa hai thứ bao gồm giải nhiệt và nước mát, nước dừa thì mình cũng lần đầu và sẽ thử. Vị lạ ngon, thơm. Cái này thì mình chuẩn bị là lúc tầm mấy giờ bắt đầu ra bán hả ngoài? Mới ra tới chút xíu mà, tại nhà bán rồi hết rồi mới đi ra bán. Dạ. 9 giờ mấy ra tới đây. Bán tới 6 rưỡi chiều. Dừa thì mềm. Dừa non à? Dừa ăn đó. Dừa ăn. Con thấy là nếu đến Cần Thơ sau khi mình đi thăm những nơi như là chợ nổi này, ăn những món ăn khác thì nếu như trời nắng nóng thì có lẽ nên kiếm những món nước như thế này uống. Một số nơi khác thì các bạn trẻ hay sử dụng những món như là trà kiểu trà sữa, rồi nước mía này. Một số nơi khác này lại có thêm món gọi là nước mía sầu riêng này. Đấy, con về Tiền Giang, chỗ Mỹ Tho Tiền Giang, con cũng uống cái nước mía sầu riêng thì nó cũng có những cái phần kiểu thêm thế này, người ta gọi là topping. Đấy, thì ở đây thì topping nó sẽ là dừa các bạn. Đây, dừa đây. Rồi, uống. Thì quá trình đấy thì ngoài bán đến tầm khoảng mấy giờ về? Ngoài bán đến tầm khoảng mấy giờ về ạ? Giờ mới ra tới là chiều sáng rưỡi về. Buổi trưa là mình sẽ ở lại đây. Đó luôn, cũng không tới chiều. Dạ. Bởi vì ra bán là tới chiều luôn. Dạ. Cho con hỏi ấy một tí là ngoại lớn tuổi đó chưa? 69 là hả? Dạ. Còn Cần Thơ này bình dị, cũng thoải mái, ngoài thì mọi thứ cũng khá rẻ để mà chúng ta có thể thưởng thức. Con thấy nó không đắt đỏ như ở trên phố. Nếu mà uống một cái trái dừa ở miền Tây mình, nếu như con về các vùng khác thì một trái có mấy nghìn nè. Còn mà dọc đường thì uống mà dừa lạnh ấy, thì trái có 10.000 nè. Nếu như đem đây khác là thôi, bán trái 20-25.000. Và đa số là cái công của người ta nhiều thì ngoài hè. Cái dừa ta mua tại gốc thì nó không có mắc thôi. Yeah. Nhưng mà khi người ta mẻ, người ta đem tới chỗ người ta giao thì nó không mắc. Dạ, yeah. Thì cái công của người ta là nhiều hơn. Xong ta leo chèo, khổ dưới chở lên nhận này á. Con thấy là còn vận chuyển nữa, kéo xe bò, nguyên cả xe bò. Nhiều lúc con hỏi là có một xe đấy tầm khoảng hơn 100.000 á. Hơn 100 mà xong dừa rất là nhiều. Đa số là cái công thôi. Thu vô dừa trái nè, hỏi một trăm là 100 triệu 2. Dạ. Dừa là 2. Dạ. Mỗi ta đưa nha. Còn ta bán lẻ là phải 10.000. Dạ. Cũng hay, buổi sáng ở Cần Thơ sáng lại sớm sớm tí uống cà phê, ngồi nói chuyện với mấy bác mấy chú cái gì ở đấy, mấy cô ở đấy, xong sau đó là đi nắng nóng nóng thì lại làm ly nước sâm dừa này cũng hay. Ngon, con thấy ngon. Cô bán từ ở Đồng Nai, Gia Kiệm thì cũng có vô đây mua hết. Ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Cà Mau thì cũng có mua của bà. Yeah. Dạ. Ở miền Tây á thì nói chung á, ở miền Tây nói chung thì nếu gọi những người, những cô, những bà lớn tuổi ấy, thì gọi ngoại nó thân thương hơn, đúng không ngoại? Đấy, gọi ngoại thân thương hơn. Và nếu mà gọi bà á, thì cái cách gọi đấy là ở miền Bắc và đa phần là hướng ở miền Trung, còn ở miền Trung thì gọi mẹ. Cái kiểu giống như là ở miền Nam thì người ta gọi mẹ là bằng má, mà ở ngoài Bắc thì người ta sẽ gọi bằng mẹ. Còn ở miền Trung thì trộn hai từ má và mẹ đấy thành mà các bạn. Có cách gọi khác nhau. Con về đây thì một thời gian bắt đầu tìm hiểu cách gọi và con thấy là cách gọi là ngoại là thân thương nhất, đúng không ngoại? Ví dụ đáng tuổi ngoại thì kêu
Dạ. 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 Cảm ơn ngoại đã chia sẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ chúc ông và bà nha, ông và bà ngoại sức khỏe để có thể là có những món nước như thế này để cho chúng ta đến với Cần Thơ sẽ thưởng thức và có thể giới thiệu cho mọi người. Ok, thì bây giờ xin phép cả nhà mình sẽ ngồi uống nước, còn là sẽ mời các bạn là cùng đón xem tất cả những điều chia sẻ mới từ Phú Giang TV nha. Bye bye và hẹn gặp lại.